Có tín hiệu lên đây. Không có tín hiệu lên đây đâu. Ông tính cái gì? À, kính thưa cha và chào tất cả cộng đoàn. Con Dương Thu, 55 tuổi, vẫn ở Giáo sư Tín Lô, gia đình Đồng Nai. Thì con tín thác vào Chúa là Chúa cho con khỏe mạnh và đến đây để làm chứng cho Chúa là con nó bị đi làm về thì nó đang trên đường về thì có một ông xe điều ông chạy ngang qua đường thắng không kịp là đụng ông ấy, nhưng mà xe hư thương nhưng mà hai người đều không sao hết. Chứ nếu mà đụng vào mà người ta chết hay người ta bị thương là không lo một đề nữa. Đó là ơn thứ nhất. Và còn là ơn thứ hai nữa là con cũng chưa có nghe một cái chuyện là của ông kia, ông 73 tuổi ông bỏ được rượu, và hôm nay con 65 tuổi con mới bỏ được rượu rồi, và cũng bỏ uống rượu từ năm 12 tuổi rồi. Hallelujah, con lên Hallelujah. Là ông năm nay là ông 65 tuổi và uống rượu từ năm 12 tuổi. Năm 12 tuổi là bây giờ 65 là bao nhiêu năm? Bao nhiêu? 53 năm. Vâng, 53 năm mà trung bình ngày ông uống bao nhiêu? Không, một ngày một bữa mình xịt thôi mà chắc có ngày hai bữa, có ngày hai lần, có ngày ba lần. Vâng, ngày mỗi lần xịt mà mỗi lần một xịt mà có ngày thì hai lần, ngày ba lần, trung bình là ngày hai xịt trong vòng bao nhiêu? 53 năm mà chiêm nhân coi nếu mà cái bụng ông chứa để bao nhiêu lít rượu sau này. Nhờ đâu mà không bỏ được cái rượu chia sẻ cho mọi người. Con cũng nghe cái bài giảng của cha hôm tháng trước đó, là có một ông kia, ông 73 tuổi mà ông bỏ rượu, ông uống rượu ngay từ 6 tuổi là ông đi mua rượu cho bố ông ấy, rồi là bắt đầu là ông uống rượu trộm ấy, uống trộm xong là ông nghiền rượu tới năm 73 tuổi ông bỏ. Thì con cũng làm việc thất Chúa, con hứa với Chúa là con cũng xin bỏ rượu. Bỏ chưa? Bỏ rồi ạ. Hallelujah. Bây giờ những cái bà mà khi bà vợ mà nghe được những ông như thế này thì mừng vô cùng. Đây tôi tặng cho ông bỏ rượu, tức là ông có Chúa. Vì ngày xưa ông chọn rượu, ông bỏ Chúa. Còn bây giờ ông chọn Chúa, ông bỏ rượu. Tặng cho ông tấm ảnh lòng Chúa thương xót Eplatis cho ông. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt dấu hiệu tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Ông chưa có tràn chuối và đây tôi tặng cho ông tràn chuối. Ông đeo vào tay, xin Chúa chúc lành cho ông. Một người 53 năm dìm mình vào đại dương rượu. Còn bây giờ thì dìm mình vào đại dương lòng sắp Chúa. Hallelujah.